Kính chào quý khán giả và quý bà con. Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin thiết thực, hấp dẫn về hoạt động sản xuất nông lâm, ngư nghiệp. Hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2019, chương trình có các nội dung đáng chú ý. Năm 2020, ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến đạt 15% tổng diện tích. Lâm Đồng đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi. Mít tăng giá, nông dân Đồng Tháp đổ xô trồng. Thưa quý bà con, hiện nay vấn đề hạn hán và thiếu nước tưới trong nông nghiệp ngày càng cấp bách, trong khi đó khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi đã tới hạn. Cũng chính vì thế mà trong vài năm gần đây, việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, đặc biệt là công nghệ tưới tiên tiến và tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, đã chứng minh đây là một giải pháp mang tính đột phá. Và để giúp nhà nông chủ động nguồn nước tưới trong canh tác nông nghiệp, nhất là trong những tháng mùa khô, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục lồng ghép từ các nguồn vốn ngân sách để thực hiện đề án phát triển hệ thống ao hồ nhỏ. Theo đó, đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển được khoảng 5.500 ao hồ nhỏ, cung cấp nước tưới cho khoảng 8.400 hectare cây công nghiệp. Song song đó, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước nhằm hạn chế lãng phí và chủ động được nguồn nước tưới, nhất là trong những tháng mùa khô hạn. Phấn đấu đến năm 2020, diện tích được ứng dụng trong công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm đạt 15% tổng diện tích canh tác toàn tỉnh. Riêng với những công trình thủy lợi hiện có, ngành nông nghiệp đang rà soát, đánh giá điều chỉnh nhiệm vụ các công trình, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi, thưa quý bà con, nhằm kiểm soát dịch bệnh đàn vật nuôi trên địa bàn, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cử cán bộ trực tiếp đến địa bàn kiểm tra, xác minh và chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho người chăn nuôi các địa phương. Hỗ trợ khóa chất khử trùng tiêu độc, bố trí cán bộ kỹ thuật ở tại địa bàn cùng trung tâm nông nghiệp cấp huyện tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý các ổ bệnh phát sinh, khoanh vùng khống chế không để bệnh lây lan ra diện rộng. Trong tháng 2 năm 2019, ngành nông nghiệp đã cấp 100 lít khóa chất cho trung tâm nông nghiệp thành phố Bảo Lộc để tiến hành vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng chống dịch bệnh. Hiện, ngành chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định, tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật xuất nhập tại các địa phương. Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thưa quý bà con, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong khi đó, bệnh lở mồm long móng cũng đang xuất hiện diễn biến phức tạp ở tại nhiều nơi, trong đó có tỉnh Phú Yên. Vì vậy, công tác tăng cường các biện pháp phòng chống dịch được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu lúc này. Phú Hòa là huyện phát hiện 3 ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn với 43 con mắc và 18 con trong số này đã chết. 13 con trong cùng ô chuồng được tiêu hủy theo quy định. Tuyên truyền bà con là không vứt xác động vật xuống các kênh mương, không có bán heo bị bệnh đi ra ngoài thị trường, cũng như là ngăn chặn việc là hạn chế việc là nhập heo từ nơi khác về địa phương. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã cấp phát hơn 5.000 lít thuốc tiêu độc, khử trùng từ ngày 15 tháng 3 2019 đến ngày 1 tháng 4 2019 sẽ tổ chức phun thuốc đồng loạt tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Trong đó, ưu tiên những vùng trọng điểm chăn nuôi lợn của tỉnh Phú Yên. Ngành thú y cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đàn lợn trong tỉnh và khuyến cáo người dân không được giấu lợn bệnh. Những hộ cố tình đưa lợn bệnh ra thị trường tiêu thụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong nội dung tiếp theo của chương trình, thông tin cập nhật giá cả một số loại mặt hàng nông sản. Người chăn nuôi gà gặp khó khăn đầu ra. Chuyện phát triển cây họ cà trên đất Lâm Đồng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và nội dung tiếp theo, chúng tôi xin mời quý bà con cùng cập nhật những thông tin mới về thị trường giá cả nông sản đáng quan tâm. Tuần qua, giá nhiều loại hoa Đà Lạt tăng giá, đặc biệt là hoa hồng. Cụ thể, hoa hồng đỏ 65.000 đồng trên một chục, hoa hồng màu 60.000 đồng trên một chục, đều tăng 35.000 đồng trên một chục so với tuần trước đó.
hoa lây ơn 28.000 đồng trên một chục, hoa cúc chùm 14.000 đồng một bó đều tăng 3.000 đồng, hoa cúc cành 35.000 đồng một chục, hoa đồng tiền 30.000 đồng một chục đều tăng 5.000 đồng trên một chục. Sau một thời gian dài bị rớt giá, hiện giá mít Thái đã tăng trở lại. Nông dân huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đang phấn khởi vì giá mít tăng cao kỷ lục, người dân lại đổ xô mở rộng diện tích. Hiện tại, thương lái đến tại vườn thu mua mít Thái với mức giá từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng một ký, cao hơn khoảng 20.000 đồng một ký so với thời điểm đầu năm. Có những trái mít to được bán cả triệu đồng một trái. Tuy nhiên, khi thấy giá mít tăng cao, nhiều hộ dân huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp lại chuyển đổi diện tích lúa sang trồng mít, tiềm ẩn nguy cơ dư thừa, rớt giá như một số thời điểm trước đây. Thưa quý bà con, trái ngược với hoa tại Đà Lạt và mít Thái tại Đồng Tháp, giá chuối xanh tại các tỉnh phía Nam, cụ thể là tại Cà Mau, đang giảm mạnh. Chuối từng là một trong 5 ngành hàng nằm trong đề án tái cơ cấu ngành hàng nông nghiệp tỉnh Cà Mau theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020. Tuy nhiên thì trong 3 năm trở lại đây, giá chuối bấp bênh đã làm cho người trồng chuối gặp cảnh lao đao. Theo đề án, nhiều hộ nông dân tỉnh Cà Mau đã chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng chuối từ năm 2014 với diện tích canh tác trên 5.500 hectare. Tỉnh Cà Mau đã trở thành vựa chuối lớn thứ hai ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng từ 3 năm nay, giá chuối chỉ còn 2.000 đồng trên một nải, đã làm cuộc sống của bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt ở các huyện Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, nơi có nhiều hộ trồng chuối, khó khăn hơn là những hộ dân dưới tán rừng tràm. Khi vừa tìm được mô hình hiệu quả lấy ngắn nuôi dài, thì giờ lại phải loay hoay tìm mô hình mới. Một câu chuyện khác đến từ những người chăn nuôi. Thưa quý bà con, diễn biến phức tạp của dịch bệnh cùng tâm lý lo lắng của người dân đã khiến giá heo hơi đã giảm sâu tại một số tỉnh phía Bắc. Và điều lo ngại là không chỉ giá heo giảm mà giá gà cả nước cũng giảm mạnh. Tại khu vực miền Trung, giá gà hơi đã giảm chỉ còn 45.000 đồng trên một ký, nhưng vẫn không bán được, khiến các hộ chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận tại huyện Sơn Tịnh, nơi có đàn gà lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đàn gà nuôi để bán kịp Tết Kỷ Hợi, nhưng đến giờ vẫn chưa thể bán của ông Vinh. Hơn 2.000 gà quá lứa, giờ đã đẻ trứng. Hai tháng nay, ông Vinh đã tiêu tốn hơn 50 triệu đồng để mua thức ăn cho gà. Mấy năm mình nuôi có số vậy thì cũng cả bả tống ngòn câu, mà năm nay là mười mấy ngòn đó. Vì mình cũng tan, đừng nói họ, họ cũng tan, mình cũng tan, nó từ chỗ đó ối. Riêng xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã có gần 50 hộ chăn nuôi gà thả đồi với số lượng tổng đàn trên 100.000 con. Hộ nuôi ít cũng từ 4 đến 5.000 con, hộ nuôi nhiều trên 10.000 con. Tất cả đang trong tình cảnh thua lỗ nặng vì gà rớt giá không tiêu thụ được trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Tiếp theo nội dung của chương trình, mời quý vị cùng đến với mục con số hôm nay. Thưa quý vị và bà con, như quý vị thấy đấy, trên màn hình là hình ảnh con số 2,3 tỷ USD. Đây là mục tiêu xuất khẩu của ngành hàng cá tra Việt Nam trong năm 2019 này. Trong đó thì bên cạnh việc ổn định giữ vững thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, các doanh nghiệp sẽ quan tâm đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Thực tế những ngày qua, mặc dù giá nguyên liệu cá tra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long xuống thấp, tuy nhiên theo đánh giá diễn biến này chỉ là tạm thời. Trong năm 2018 thì ngành cá tra tăng trưởng ngoạn mục khi lần đầu tiên đạt 2,26 tỷ USD, tức là tăng 26,5% so với năm 2017. Đặc biệt là cá tra đã tăng trưởng trở lại tại châu Âu sau một thời kỳ ảm đạm và đạt 244 triệu USD, tăng 20,2%. Năm 2019 với mục tiêu xuất khẩu cá tra đạt 2,3 tỷ USD, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đề nghị doanh nghiệp tăng cường mối liên kết tốt với người nuôi để chủ động hơn về nguồn cung nguyên liệu. Chú trọng sản phẩm tốt, chất lượng cao để nâng giá bán cao hơn. Nội dung tiếp theo của 365 ngày chuyển động, xin mời quý bà con cùng đến với mục Chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện sản xuất đáng chú ý tại Lâm Đồng cũng như nhiều địa phương trong cả nước. Và thưa quý bà con, cây họ cà gồm cà chua, ớt, khoai tây là những loại nông sản được nhiều nông hộ khu vực chuyên canh tác loại rau, củ quả trong tỉnh Lâm Đồng tập trung đầu tư. Với việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất bài bản và chuyên sâu, nông nghiệp Lâm Đồng đã đầu tư trồng cây họ cà ngày một khoa học, chất lượng nông sản vượt trội. Thống kê của ngành chức năng, bình quân mỗi năm tại các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt, bà con nông dân canh tác từ 13.300 ha đến gần 13.600 ha cây rau họ cà, chiếm 25% tổng diện tích rau các loại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
trong đó khoảng 90% cây cà chua, khoai tây, ớt ngọt, diện tích còn lại là cà tím, ớt cay, cà pháo. Trong vòng 6 đến 7 năm trở lại đây, tổng sản lượng cây họ cà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng dao động từ 510.000 đến 540.000 tấn trên một năm. Để đáp ứng ngày càng khắt khe nhu cầu của thị trường, nhiều hướng đầu tư mới đã được hình thành. Dễ nhận thấy nhất là trên cây cà chua, nhiều nhà vườn đã tìm hiểu và đưa vào canh tác những giống cà chua mới cho năng suất và chất lượng đảm bảo. Nhờ được trồng trong hệ thống nhà kính, nhà lưới hiện đại, những vườn cà chua giống mới có thời gian thu hoạch kéo dài, chất lượng đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và giúp nhiều nông hộ kết hợp du lịch, canh nông hiệu quả. Nói chung là cây cà chua trồng là nó rất là khả quan, hiệu quả. Thứ nhất là nó nhiều thành phần. Là bây giờ mình làm, mình thay đổi cái tất cả các loại cây trồng là nó sẽ đạt tăng hiệu quả rất là khả quan. Ở xã Cái Đô, huyện Lương Dương chúng ta nói chung thì cà chua là một loại cây chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Thì ngoài đầu tư cái nhà lưới ra thì chúng ta chỉ có là quản lý qua cái những buổi hội thảo của những công ty có uy tín trên thị trường. Riêng những diện tích cà chua được canh tác ngoài trời do chịu tác động của yếu tố thời tiết nên nhiều giải pháp công nghệ cao đã được các nhà vườn triển khai. Theo đó, ngoài việc chú trọng đến các khâu làm đất, bón phân, giống cây trồng đảm bảo, vân vân, thì bà con nông dân còn ưu tiên sử dụng dòng thuốc bảo vệ thực vật mới, áp dụng những giải pháp trồng sen để dẫn dụ côn trùng và thuận tiện trong quá trình xử lý các loại sâu bệnh hại trong vườn. Đầu bờ em có trồng thêm cây đậu, mục đích của em là để dẫn dụ con bò phấn vô công nội trị cho nó tập trung hết toàn bộ vô cây đậu. À, thì bởi vì cây đậu so với cây đậu thì con bộ chỉ với con bộ phấn thì nó ưa hơn rất nhiều. Do vậy nó sẽ tập trung toàn bộ vô cây đậu, nó sẽ giảm mật độ cây cà chua đi và em sẽ phun tập trung kỹ vô cây đậu là sẽ diệt, hạn chế tối đa con bộ chỉ bộ phấn. Với sự nỗ lực của nhiều thế hệ nhà nông khu vực chuyên canh, cây họ cà nói chung, cà chua nói riêng ngày càng có vị trí tương xứng trong cơ cấu sản xuất tại địa phương, góp phần giúp nhà nông thực hiện có hiệu quả kế hoạch luân canh nhiều loại cây trồng để nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác. Thưa quý bà con, từ lâu cây họ cà nói chung đóng một vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất ở các nông hộ chuyên canh trong tỉnh Lâm Đồng. Với sự đầu tư bài bản trong ứng dụng khoa học và canh tác, loại cây trồng này đang ngày càng phát triển ổn định, đem lại nhiều thành công cho người nông dân. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc có thể gọi điện thoại về số 02633829930. Chúng tôi xin cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.